chào quý khán giả đầu năm mới. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình An ninh Tây Ninh, xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, vui xuân, bình yên, an lành. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả một số hoạt động của Công an Tây Ninh trong tuần qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 và hạng 3 cho 19 đồng chí cách mạng lão thành các thời kỳ của lực lượng Công an tỉnh. Công an Tây Ninh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh bắt đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 và hạng 3 cho các đồng chí nguyên là giám đốc, phó giám đốc và lãnh đạo cấp phòng huyện thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã nghỉ hưu. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và đặc biệt là 19 đồng chí được nhận huân chương. Theo quyết định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ký, Công an Tây Ninh có 19 đồng chí nguyên là giám đốc, phó giám đốc và lãnh đạo cấp phòng, huyện thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã nghỉ hưu được tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 và 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huân chương bảo vệ Tổ quốc là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Công an nhân dân ghi nhận những thành tích cống hiến của các đồng chí lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của 19 đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào cho thế hệ trẻ của lực lượng Công an Tây Ninh. Ngày 28 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đoàn công tác của Công an tỉnh Tây Ninh do Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, khu di tích Tiểu bang Bảo vệ Chính trị C51, khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hoa dâng hương, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa dâng hương trước tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, bia chiến thắng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương dâng hoa tại tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng tại khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam. Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị của Công an tỉnh nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở cho thế hệ cán bộ chiến sĩ công an về trách nhiệm tiếp bước cha anh, rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày 29 tháng 1 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh cho biết đã kiểm tra phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lệ, 50 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạm trú ấp Ninh Hòa, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2022, Tổ công tác tuần tra kiểm soát gồm 6 đồng chí do Thiếu tá Đào Trọng Hiệp, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng. Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lệ điều khiển xe mô tô biển số 70B1-59610 lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh nên tiến hành yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lệ không xuất trình được các loại giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện ở trong xe có một gói ni lông nghi chứa ma túy nên chuyển giao người và tang vật cho công an phường 3. Tại cơ quan công an, đối tượng Lệ thừa nhận gói ni lông trên là ma túy đá có trọng lượng khoảng 3 gram. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, quán triệt chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh năm 2021 với tinh thần chủ động tấn công, Công an Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt các biện pháp, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu về đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Năm 2021 khép lại với dấu ấn về những khó khăn, thách thức mới, những hình ảnh cảm động và sâu sắc của nhân dân dành cho lực lượng Công an tỉnh.
chúng ta cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của Công an tỉnh Tây Ninh trong năm qua. Với mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ chiến sĩ Công an Tây Ninh đã thể hiện tinh thần xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, trọng tâm là công tác đấu tranh xử lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đã phát hiện 142 vụ, 439 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố 17 vụ, 33 bị can về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trong nhiều tháng liền, Công an tỉnh tăng cường 100% quân số trực chiến đấu, lập tổ truy vết dịch COVID-19, huy động 331 đồng chí tham gia, gồm 181 đồng chí công an tỉnh, 150 đồng chí công an huyện, giao một phó giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, truy vết 40.000 ca nhiễm và nghi nhiễm. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên 9.500 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền gần 20 tỷ đồng. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trong tôn giáo, dân tộc, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, góp phần ổn định an ninh trật tự và tập trung phòng chống dịch đạt hiệu quả cao thời gian qua. Những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an đã góp phần đưa nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và dân. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các mô hình hiện có và xây dựng mới mô hình cựu công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đảm bảo đúng tiến độ các đề án, thực hiện đạt và vượt 80 trên 87 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các đoàn công tác lãnh đạo Đảng, nhà nước đến thăm và làm việc tại Tây Ninh. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu để giải quyết tốt các tình huống, giữ gìn an toàn trên tuyến biên giới. Trong năm thực hiện 8 đợt cao điểm, 6 kế hoạch chuyên đề đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bắt giữ 318 vụ phạm tội về ma túy, 271 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, kéo giảm tội phạm 6%, tai nạn giao thông được kéo giảm mạnh cả 3 tiêu chí trong nhiều năm liền. Triệt phá 2 chuyên án cờ bạc, cá độ bóng đá, số đề, tổng số tiền thu giữ trên 25 tỷ đồng. Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, thu giữ 40 kg và hàng chục vụ nhỏ lẻ khác. Kiên quyết xử lý hoạt động tín dụng đen, mua bán vũ khí, buôn lậu, gian lận thương mại. Quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chip điện tử. Dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an Tây Ninh được tích hợp vào dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc, phục vụ tốt công tác lập danh sách hơn 1 triệu cư dân. Tập trung làm sạch dữ liệu dân cư, hầu hết các trường thông tin đều được cập nhật đạt 96,6%. Tăng cường trang bị, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, xây dựng phần mềm đưa vào sử dụng kết nối phục vụ hội nghị trực tuyến từ điểm cầu công an tỉnh đến các điểm cầu đơn vị và công an cấp huyện, thị xã, thành phố, đáp ứng kịp thời hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và bảo mật theo quy định. Quyết định 1539 của Công an tỉnh ngày 15 tháng 7 năm 2021 công bố 18 thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền công an tỉnh, như lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý hành chính, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giao thông và 5 thủ tục cấp huyện xã phục vụ người dân được tốt hơn. Chủ động, quyết liệt triển khai sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy công an tỉnh, tập trung thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Đến nay, mỗi xã đều bố trí đủ 6 đồng chí vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Riêng 20 xã biên giới được bố trí 7 đồng chí từ nguồn tăng cường của Bộ Công an. Việc thực hiện đề án bước đầu đã mang lại những hiệu quả đáng kể, giải quyết xử lý 2.200 số vụ việc an ninh trật tự, trên 2.000 đối tượng, chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 284 vụ, 554 đối tượng, chủ trì công tác truy vết, tham gia các chốt kiểm soát chống dịch.
hoàn chỉnh đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho công an xã, kinh phí trên 200 tỷ đồng đã được thông qua và đưa vào nghị quyết Đảng bộ tỉnh để thực hiện. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng công an phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, bàn tay sạch, đôi chân vững chắc, quyết tâm cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới, không tự mãn, mất cảnh giác. Nhiều dự án công trình được triển khai đúng tiến độ, nhất là dự án trung tâm chỉ huy công an tỉnh, cơ sở giam giữ, hoàn thành 2 dự án trang bị phương tiện phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ địa phương và người dân khắc phục khó khăn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, bao gồm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chương trình Sống và Máy tính. Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã quyên góp tặng 120 máy tính bảng cho các em học sinh nghèo, trị giá trên 550 triệu đồng, hỗ trợ gần 500 phần quà cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn do Covid-19. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu tình nguyện gần 192 đơn vị máu trong 3.500 cây xanh. Công an Tây Ninh đã tập trung huy động toàn lực lượng bằng phương tiện biện pháp tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên mọi mặt trận, đặc biệt trên mặt trận chống dịch Covid-19, phòng chống tội phạm. Một đồng chí đã hy sinh, hàng trăm cán bộ chiến sĩ bị nhiễm SARS-CoV-2, nhiều hy sinh cam go khác. Những nỗ lực đó đã làm cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Tây Ninh được lan tỏa tính nhân dân. Sự hy sinh cao cả như lời cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thường nói, cán bộ chiến sĩ công an phải thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình, để lại trong lòng nhân dân tỉnh nhà sự mến phục sâu sắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Chủ tịch nước tặng một huân chương chiến công hạng nhì cho công an Tây Ninh, một huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho liệt sĩ Lê Huỳnh Nhật Minh, bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Văn Lành. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân, hiện đang đề nghị thêm 1 tập thể, 1 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 91 tập thể, 146 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 77 tập thể, 103 cá nhân. Và kết quả công tác năm 2021, Công an tỉnh Tây Ninh được Bộ Công an tặng cờ thi đua. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Kính chúc quý khán giả của chương trình năm mới an khang thịnh vượng. Thân ái chào tạm biệt.